Lisandro Martinez đã phải ngồi ngoài 7 tuần sau khi bị gãy xương cổ chân vào tháng 4 năm nay. Và các nguồn tin hôm nay cho biết hậu vệ người Argentina cũng phải đối mặt với quãng thời gian nghỉ thi đấu dài không kém. Martinez đã làm chấn thương của anh trở nên trầm trọng hơn khi bị đau ở trận thua của Man United trước Arsenal hồi đầu tháng này. Nhưng anh đã nén đau thi đấu thêm 2 trận trước khi nhân viên y tế của đội chủ sân Old Trafford xác định rằng anh không thể tiếp tục ra sân nữa. Thông báo của Man United trên trang chủ câu lạc bộ cho biết, Lisandro Martinez sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài do chấn thương bàn chân trầm trọng hơn mà anh ấy gặp phải vào tháng 4. Hậu vệ người Argentina đã tái phát chấn thương trong trận đấu ở Premier League với Arsenal hồi đầu tháng này, nhưng anh dũng cảm tiếp tục thi đấu 2 trận sau gặp Brighton và Bayern, trang chủ của Man United cho biết thêm. Nhưng hiện tại các bác sĩ đã xác định rằng anh ấy cần một khoảng thời gian bên lề để hồi phục. Việc đánh giá đang được tiến hành để xác định các bước tiếp theo. Việc mất Lisandro Martinez có thể xem như một đòn đau giáng và nỗ lực chấn chỉnh khả năng phòng ngự của MU. Đội bóng này vừa mới có 2 trận sạch lưới sau khi trải qua chuỗi 5 trận liền bị các đối thủ ghi bàn. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang có một loạt hậu vệ chưa lành chấn thương. Số này gồm Luke Shaw, Tayo Malacia và Aaron Wan-Bissaka. Giờ thêm cả Lisandro Martinez, chưa rõ ông thầy người Hà Lan sẽ vá víu hàng thủ Man United như thế nào.